Chết tôi rồi. Lộn hả? Trời quá, chỗ kia siêu xấu luôn. Nó là bởi vì hồi nãy livestream thì em cứ canh cái xe trước em chạy thôi, tại vì em đang không có tập trung. Tại vì nó có một cái ngã ba vậy nè, thì một cái đường là cái đường mình đi từ Đà Lạt lên, một cái đường là đi xuống Tuy Hòa và một cái đường là đi Kon Tum. Thì đúng ra mình phải vô cái đường AH17 là cái đường đi Kon Tum. Thì em quẹo cha nó vô cái đường quốc lộ 26 là cái đường đi Tuy Hòa. Thì có nghĩa là bây giờ nó tẻ ra hai cái nhánh như vậy. Rồi bây giờ mình mà theo cái bản đồ map á, thì lúc mà đang like là mình đã đi lộn đường rồi. Thì sau khi mà like xong up thì em mới set cái map, thì nó mới chỉ ngược móc về Kon Tum. Thì bây giờ nó lại đi vô cái đường này đây nè. Nếu như mình đi thành chữ A đó. Rồi. What the hell? Qua đây móc lên vậy, cái đường này biết thì bao nhiêu cây nữa, mấy trăm cây nữa mà nó xấu quắc luôn á. Bây giờ mình sẽ quay lại cái đường AH17 là cái đường đi Kon Tum. Nhưng mà từ mình đang ở đây nè. Nhưng mà từ đây đi đến đó em nghĩ tầm phải chắc phải 30 cây có đó. Nhưng mà 30 cây với cái đường này là căng à. Nhưng mà bây giờ mình quay lại thì nó phải 80 cây. Anh có ai lựa chọn? Cái này là giữa rừng á. Giờ sao giờ? Quá căng, livestream trận quá căng. Chịu quá, giờ sao giờ? Giờ mình đi đi thử tới, không biết hố nó sâu quá trời luôn á. Sợ nãy xe em bị hai cái bùm bùm đau căng, lòng, căng. Sót. Anh là anh né dữ lắm. Ê, có xe hơi đi kìa. Chắc người ta đi được không? Có khi xe nó đi tải được không à? Nãy giờ em thấy toàn đây toàn xe tải không à? Trai, cho hỏi xíu. Dưới kia đường cái đường mà đường 17 mà đi Kon Tum á, là bây giờ đây ra đó là mình đi đường xấu vậy luôn hả? Cái đường Kon Tum. Bây giờ em đi Kon Tum mà đúng ra là nãy em đi từ Buôn Ma Thuột, tụi em rẽ đường kia đúng không? Mà bây giờ lỡ vô cái đường này cha mất rồi. À, cái đường mà bây giờ anh muốn rẽ cái đường Kon Tum hả? Đường đúng rồi, giờ em muốn đi Kon Tum. Hồ phải không? Đúng rồi. À. Mà giờ là ghẹo cái ngã 342 đi vô đây là đi lên lỡ rồi. Đúng rồi. Nhưng mà đường này đi Kon Tum được đúng không? Cái đường này sâu vô chỏng nó còn xấu nữa không, hay là nó... Hết cái đoạn này là đoạn Kon Tum luôn. Dạ, đoạn này dài không? Hết cái đoạn này là hết đi đường luôn. Khoảng 100m nữa. Ok. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn. Ok, happy rồi. Ok, thank you và okay, rất nhiều. Cảm ơn. Lần đầu tiên lấy một cái xe thể thao mà đi off road cái cung đường như thế này, xót xe giá mang luôn. Xấu quá trời ơi, hố quá sâu mà xe này xe đua mà bắt đi vô đường off road chết rồi, sai lầm quá Tâm ơi. Lùi lại, lấy mà phải xíu anh Tuấn ơi, lấy mà phải cho nó cao lên rồi. Ok, tới luôn. Mà khoan anh Tuấn ơi, hả? Em có, tại sao mình không để cái xe hậu cần đi trước, mình coi đường cho nó dễ, coi cái hố nào sâu, hố nào không sâu, mình đi sau, mình đi trước chi ạ? Đúng thông minh luôn á. Đúng không? Hết thì cái gì cũng dành, đâu quên con đằng sau luôn. Cho cái xe hậu cần lên trước đi, dò đường. Đúng rồi. Trời ơi. Tắp vô. À, xe hậu cần đi lên trước, dò đường mấy cái hố này, coi hố nào sâu, nó không sâu, để cho hai xe kia đi cho nó dễ. Rồi, xe hậu cần lên luôn. Coi cái GLS nó qua nhẹ nhàng không? Để anh em mình làm cái gì không biết. Giận con này coi đi tỉnh bơ giống như đường này của tao vậy, đường này xây cho tao mà tôi bay dành chi vậy, giờ tôi bay không đi được ý, ý của phong anh, ý của phong anh tính muốn làm gì làm à. Đi được, đi đúng đường đó luôn. Rồi, lưu nữa, lưu thẳng luôn, lưu thẳng hết luôn, lưu thẳng lái nha, đừng có bẻ nha. Đúng luôn Tâm ơi. Luôn. Rồi, ok, rồi, đi tới trước đi.
cả gan á. Nó cả bụng. Nhẹ, từ từ. Đi, đi. 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 Ok. Ok. Lấy qua này, lấy qua này. Rồi, rồi, rồi. Sao này đưa xuống cho vô giữa vậy, vô giữa gầm vậy Cường? Qua lấy qua trái, qua trái, qua trái, qua trái. Sau cái ngày hôm nay mình sẽ nhận chức vô địch giải off-road toàn tỉnh Đắk Lắk, ba tỉnh Đắk Lắk, Pleiku với Kon Tum luôn, là mình chùm luôn, không ai hơn mình đâu, hứa luôn.